Quay trở lại với EPL Việt Nam Official. Ta cùng đến với ván đấu thứ hai trong cặp đấu giữa Lightning cùng với là GTG. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về cho những nhà đương kim vô địch của EPL. Một ván thi đấu mà bên phía của GTG đã quyết định đánh chậm với 1-2 xạ thủ, và họ đã làm khá tốt nó ở giai đoạn ban đầu, khiến cho bên phía của Lightning đã không có đủ lợi thế với đội hình Kalista và LeBlanc để có thể vươn lên dẫn trước và snowball ván đấu. Gần như bên phía của JDG đã làm quá ổn và duy trì cái khoảng cách chênh lệch nó ở một ngưỡng cực kỳ an toàn. Và sau đó thì với đội hình hai sao thủ họ đã trở lại ván đấu rất mạnh, cùng với những vị trí còn lại cũng đều thi đấu rất là ổn. Đứng giữa Yaga cầm Galio, rồi đứng trên Zoom cầm con On đều đánh cực kỳ là ok và không có bất kỳ một sai lầm nó quá đáng kể để ván đấu nó trôi quá xa khỏi tầm tay của họ cả. Kiểu cảm giác như họ đội hình nó quá đều rồi, và cái khi mà bước vào một pha giao tranh á, họ không cần set up quá nhiều và chuẩn bị kỹ càng quá với đối phương, nhưng cái vị trí giao tranh của những thành viên và cách mà họ sử dụng những chiêu thức chồng lên nhau hay để cover nhau đều rất là tuyệt, kiểu như là không có một cái sai sót gì quá lớn vậy, và nó sẽ luôn đem đến một cái độ hiệu quả trong những pha giao tranh dành cho Jingdong Gaming. Còn Lightning thì họ đã có một ván thi đấu không tồn chút xíu nào cả. Họ đã có được cái dạng khởi đầu rất là tốt với áp lực ở khu vực đường giữa đến từ LeBlanc, Mambo trong những pha giao tranh, nhưng mà chất tướng nó không cho phép anh ta kéo dài được cái khoảng cách mà anh ta có thể gây áp lực được về sau trận đấu. Nó chỉ đến như vậy mà thôi. Và khi mà hết cái giai đoạn mà ngưỡng sức mạnh của bên phía Lightning nó chạm đỉnh, thì là lúc mà Jingdong lên tiếng với những cái kèo chất tướng mạnh hơn rất là nhiều. Không biết là trận này thì Lightning họ sẽ chọn tướng như thế nào, liệu là có chọn một cái kèo đấu nó mang tính chất hướng về cuối trận nhiều, hay họ vẫn sẽ giữ nguyên cái lựa chọn mạnh ở khoảng thời gian ban đầu dành cho những thành viên của mình. Một mùa giải mà Maple cũng đã làm hết sức có thể của anh ta rồi. Tuy nhiên thì Lightning vẫn không thể nào có được một thành tích nó quá là ấn tượng ở tại mùa hè này. Hay nói cách khác, nó đang vô cùng bết bát. Và Franre ở ván thi đấu trước, anh ta có một dàn đi đường khá ổn. Tuy nhiên thì đến bước giao tranh thì anh ta không làm tốt lắm. Khả năng băng vào của anh ta nó tương đối hạn chế và bị nằm xuống tương đối nhanh, không phát huy được sức mạnh đến từ một con set lên sát thương. Cái kiểu con set là như vậy á, cái người chơi không phải ngẫu nhiên mà các người chơi đường trên không còn sử dụng nó quá nhiều. Nếu như lên sát thương nó chỉ mạnh ở cái giai đoạn đi đường mà thôi, còn đến giai đoạn về sau thì nó không có một cái ảnh hưởng gì quá lớn, nó không có khả năng chống chịu tốt như trước kia nữa. Cái chiêu W của nó cũng bị giảm sức mạnh đi khá là nhiều lần rồi. Và thật ra set bây giờ người ta chơi nhiều hơn là ở vai trò lên chống chịu, ngay cả đi rừng hay đường giữa bạn cũng đều lên full tăng cả, thì những pha lao vào của bạn sẽ câu nhiều thời gian hơn. Ta cùng đến với lượt cấm vai trò thứ hai. Nelly cùng với Chute Faye vẫn giữ nguyên những lượt cấm của mình như trong ván 1. Lightning họ quá khó chịu với con On này của Zoom. Quyết định cấm luôn On ở tại Faye 1 đến bên phía của Lightning. Khi mà JDG đã bất chấp khóa vào On ở lựa chọn thứ 3 ngay Faye 1 thì nó thực sự là một vị tướng mà bên phía của JDG đặt rất nặng nó dành cho Zoom khu đường trên. First pick volley bear đến từ bên phía của JDG, khi trước đó bên phía của Lightning đã bỏ qua lựa chọn này và thay vào đó là họ lựa chọn con Ezreal tướng tủ dành cho lại. Tôi nghĩ là bây giờ thì Zoom lại hạnh phúc khi có con volley bear của mình. Với cái đội hình mà Jingdong rất là hay để cho Canavi cầm tướng sát thương, thì phần trăm tương đối nhiều là Canavi sẽ không đánh cho mình là con volley bear đi rừng. Nhưng Ashen được chọn dành cho Loken, kèo đấu thuận mắt chúng ta hơn chút xíu. Khi hồi nãy thì cũng là Ezreal được chọn, nhưng là Loken chọn và sau đó là đáp trả lại Lai chọn bài Kalista, không thành công cho lắm. Còn Ash sẽ là một kèo đấu mà cả hai sẽ đỏ sát thương về cuối nhiều hơn. Kalista thì sát thương về cuối không phải là quá nhiều. Đây là một kèo đấu mà Loken khá là tự tin. Ash cũng là tướng tủ của anh ta ở khu vực đường dưới, chắc chắn sẽ là một cái áp lực lớn dành cho bộ đội đường dưới bên phía của Lightning. Họ ngay lập tức có cho Juan một con ba để khắc chế Ash bên phía bên kia của Loken. Phải xem họ sẽ vận dụng con ba này như thế nào cùng với Galio đã trở lại với Maple. Tướng tủ của anh ta tương đối là bất lực. Khi bạn đã phải dùng một con Galio để gánh team nó tương đối bất lực. Tôi nhìn con Galio này của Maple suốt cái mùa hè năm nay. Và nó thật sự là nó có đánh tốt đến mấy đi nữa thì nó cũng không có được một cái ảnh hưởng gì quá lớn về thế trận về cuối cả. Trong khi đó anh ta phải nhìn những cái sai lầm đến từ đồng đội khá là nhiều. Trong khi đó Jingdong, rồi hồi nãy thì có Galio thì không đánh Kama, còn bây giờ không có Galio họ đánh Kama. Xong rồi Ray vẫn chưa cấm nha, tức là họ vẫn có thể chọn Ash cùng với lại Ray ở trong cái lựa chọn thứ tư để chọn một tướng đi rừng dành cho mình và đẩy con volleyball này khu vực đường trên. Kama và Ash khu vực đường dưới hoặc là Kama đường giữa,
Nhưng nếu như nó là bộ đôi đứng dưới thì sức ép dành cho SRI và ba tương đối nhiều. Nó khá giống là trận Domino Esports với cả bên phía của Toy Esports cũng là cái kèo này. Cũng là As với Kama đẩy sớm. Nhưng mà bị ganh tương đối nhiều giai đoạn ban đầu. Mặc dù đã có dấu hiệu là đổi cánh rừng nhưng mà vẫn là không chịu nổi. Và thi đấu này thì bên phía của JDG hoàn toàn có thể làm lại một tình huống đổi cánh rừng và đánh mẫu mực hơn so với Domino Esports. Và để xem cấm ở tại phase 2, cấm Kennen và Kermit khu vực đứng trên. Và đến bên phía của JDG, tín hiệu khá là rõ ràng là họ đang muốn sử dụng con gấu khu vực đứng trên. Bởi vì Camille là một kèo đấu rất khó chịu dành cho Volibear với khả năng đu dây móc để né khỏi những cái gọi sấm, và sau đó là bạn có thể thả diều với Kennen chẳng hạn. Và Azir là một vị tướng mà Marble có vẻ như ngại hơn ở cái cặp thi đấu này. Anh ta nghĩ rằng Kama sẽ khu vực đường dưới và ngại con Azir của đối phương hơn. Nhưng Yagao đang có những cái sự thay đổi về tướng giữa Kassadin cùng với Echo. Và Kassadin như đã nói, đây kèo đấu mà Kassadin càng đánh càng mạnh. Đánh với những cái kèo mà farm hoài như thế này Kassadin rất là thích. Và khi mà đến được cấp độ 11, cấp độ thì Kassadin lúc đó bắt đầu có được 2 đồ. Và anh ta sẽ tha hồ mà gây sát thương trong giao tranh. Giống như kèo đấu trước thì tôi nghĩ rằng Galio cũng có thể gặp khó khăn khi đấu cùng với con Kassadin. Nhưng mà Nai lại không dùng Kassadin. Mà thay vào đó anh ta dùng mẫu tướng như Azir hay là Zui nhiều hơn. Lại là Set. Lại là Set đến từ bên phía của Lining. Và Set này là có thể đứng trên hoặc đi rừng. Vì ba xuất hiện rồi thì không có Set đứng dưới được. Để xem lựa chọn cuối cùng họ sẽ là gì đã. Với một lựa chọn chống chịu nữa thì bên phía của Lining sẽ tương đối thiếu sát thương. Và họ quyết định là lựa chọn một con bài gây sát thương nhiều, Grave cho khu vực rừng. Một đội hình đánh lại đội hình bên phía của JDG, chỉ thay con Set bằng một con On giống như đấu trước mà thôi. Ok. Và trong khi đó thì JDG họ đang chọn, như đã nói thì Kanavi gần như là ta không sử dụng con Volibear đi rừng luôn. Và anh ta thích những con tướng mang thiên hướng tấn công nhiều hơn. Cái kèo này chúng ta đã thấy Kanavi đánh quá nhiều rồi. Lee Sin cùng với Ray, về mặt lý thuyết thì con Ray này ăn chặt con Lee Sin. Nhưng con Lee Sin trong tay Kanavi nó là kịch bản khác. Nó là một kịch bản rất khác bọt. Và tỷ thắng của nó, xin nhắc lại các bạn, vẫn đang là 100%. Anh ta đánh đến bụng tận 4 ván rồi, chứ không phải anh ta đánh không một ván là 100% đâu. Đây là một tướng mà Kanavi khá là tự tin. Kỹ năng cá nhân của anh ta được phô diễn với con bài này nó nhiều nhất trong số những con bài như là Kindred hay là Ray hay là Nidalee. Thì nếu như nói về những tình huống biểu diễn kỹ năng cá nhân thì nó sẽ không bằng so với Lee Sin. Và Lee Sin của Kanavi cũng đã rất nhiều lần cho nó ra thấy cái kỹ năng của anh ta với con bài này nó kinh khủng đến như thế nào. Và để xem ngày hôm nay khi mà đối đầu cùng với con Ray bên phía bên kia của Xiao Xiong thì liệu rằng Lee Sin của Kanavi có tiếp tục thể hiện cái phong độ cao của mình với con bài này hay không, trong một cặp trận mà có lẽ là cái chênh lệch thực lực giữa hai đội tuyển cũng như chênh lệch trên bảng xếp hạng đó là quá lớn rồi. Có vẻ như Jindong họ không giống như là Top Esports. Top Esports họ có một cái lối đánh nó áp đảo hơn về cái khả năng đi đường. Họ hướng đến giai đoạn đầu trận, họ áp đảo đối phương hơn với những cái kèo chọn tướng của mình. Và họ thường thắng đường từ rất là sớm. Trong khi ở Jindong họ rất là thích chọn những cái chức tướng cần có thời gian để farm, cần có thời gian để tích lũy sức mạnh. Giống như ở trong ván hero này cũng là một cái chức tướng như vậy. Ở đường dưới dành cho As, cũng như là khu vực đường giữa với con Kassadin của Yagao sẽ cần tương đối nhiều thời gian để có thể mạnh. Trong khi đó bên phía bên kia vẫn là đội hình gây sức ép được rất là lớn khoảng thời gian ban đầu với Seth, với lại Ray. Và đẩy đường của Galio hoàn toàn vượt trội so với Kassadin ở khoảng thời gian ban đầu. Thì thế chủ động vẫn sẽ nghiêng về cho Lightning ở khoảng thời gian ban đầu. Chúng ta đến với ván đấu thứ hai trong cuộc đụng độ giữa JDG cùng với đội tuyển đang có thứ hạng là 16 trên bảng xếp hạng, Lining. Một đội tuyển không phải là có một lineup quá tệ, nhưng thành tích ở tại mùa hè này của họ thực sự đang không thể nào nhìn ra đây là một đội tuyển từng cạnh tranh những chiếc vé vào playoff ở những mùa trước. Và ngày hôm nay thì Franre xuất hiện trở lại. Dạo gần đây thì Franre sẽ trở lại trong đội hình thi đấu chính thức của Lining, chứ không còn là Chen Lun. Nhưng cũng không có gì thay đổi nhiều cả. Zoom. Anh ta vẫn đánh cái kèo. Anh ta cùng với lại Landre đang một người thi gập bụng, một người thi nhảy dây. Rất dễ thương. Kèo đấu này thì Zoom lại một lần nữa. Anh ta chùm đánh hòa khu vực đường trên. Anh ta đánh cái kèo mà thua chức tướng rất nặng. Anh ta vẫn có khả năng farm một cách ổn định được và chờ đợi cái ngưỡng sức mạnh quan trọng và những pha giao tranh của đồng đội.
Còn bên phía bên kia Landre dù anh ta có một cái áp lực rất là lớn, nhưng mà anh ta, tôi cảm giác như là những pha đẩy trụ của anh ta hay là những pha mà anh ta ra vào giao tranh nó còn khá là thiếu kiểm soát. Đây là một con Ray cầm cho mình là tăng tốc pha đối đầu với Lee Sin cầm chinh phục. Vòng rừng của Lee Sin sẽ là ăn bùa xanh. Một pha bước lên để từ lùi Mao lấy hộ vệ, sau đó thì cắm mắt đánh tay liên tục với triệu hồi Ari, một sức ép tương đối lớn. Máy quét được lên sớm đến từ bên phía của Lee Ninh để hạn chế tầm nhìn, nhưng mà có vẻ như cái sức ép đến từ Ash và Kama nó vẫn không bị giảm đi quá đáng kể, vẫn sẽ là một cái sức ép lớn. Chỉ có điều là bên phía của JDG không có ý định đổi rừng sớm ở khu vực nửa dưới, mà thay vào đó vẫn sẽ là khởi đầu rừng như thông thường. Đứng trên là một kèo đấu mà Zoom sẽ có một chút những sự thua thiệt về mặt trao đổi chiêu thức nào, nhưng khả năng đầy đường của anh ta với cái nội tại của Volibear vẫn là tương đối ổn. Còn đường dưới thì thôi, chấp nhận đánh pha hòa thôi. Dù sao đây các bạn cũng đã theo dõi thì trong cái cặp đấu trước á, thì dù là bạn có thể để đường không thắng được đối phương, nhưng cái khả năng trụ đường của con ba này với những cái điện an lạc thì nó vẫn sẽ đảm bảo cho Ezreal một khả năng farm. Cũng vì là Ezreal cũng cầm dịch chuyển nữa, nên cho nên là dù đối phương có thể cấu rượu máu bạn rất là nhiều thì bạn vẫn có khả năng biến về sau đó dịch chuyển để không bỏ lỡ những đợt lính bị đẩy vào quá sớm. Kanavi đi một đường vòng khá xa không ăn chim, anh ta biết là có mắt ở đó luôn. Dựa theo thông tin mà Yaga đưa ra, thực ra với những mẫu tướng như là Cassidy thì bạn sẽ tương đối mất kiểm soát khu đường giữa trong khoảng thời gian ban đầu, và tùy thuộc vào đối phương di chuyển bao lâu thì bạn đoán được con mắt đối phương cắm ở đâu mà thôi. Và thường trong những tình huống này thì đối phương sẽ cắm ở tại bãi chim. Pha di chuyển đến Kanavi vòng ra sau khi ăn bùa đỏ đã bị lộ, anh ta có định gây sức ép khu đường giữa một chút dành nhưng không cho thấy. Maple chắc là thấy rồi, chắc là thấy con mắt đó cắm thì chắc là không đi đâu xa được cả. Cái đường mà bạn trừ khi bạn vòng lên tận bụi cỏ chắc ba xong vòng xuống bụi cỏ chắc ba đường trên á thì mày nó không lộ thôi. Ăn chim, à vâng xin lỗi các bạn, ăn cua. Và rõ ràng là cấp độ 3 như thế này ngang nhau thì Ray là người có khả năng tranh cướp con cua tốt hơn. Kanavi có thể gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng rất may đường trên Zoom đang có được lính đầy và anh ta là người ra hỗ trợ cho Kanavi rút lui được, nhưng hai cua có thể sẽ thuộc về Xiao Xiao. Khá là chắc chắn về chuyện này khi mà Lee Sin của Kanavi đã biến về nhà rồi, cái lượng máu của anh ta không còn đủ nhiều để anh ta có thể tiếp tục đánh nhau nữa. Chất tướng nó hoàn toàn vượt trội của Lewis khiến cho anh ta rất là dễ dàng gây áp lực. Nhưng khu vực đường dưới thì Lương Mao cùng với lại Lucan liệu nó có ra đây và làm một cái gì đó khó khăn được hay không? Cassadin level 4 muốn đánh nhau không được. Đồng ý là Xiao Xiao vừa mất cái trừng phạt khu vực đường trên. Vậy ta không có trừng phạt mà Kama của Lương Mao có thể cầu may bằng một tình huống RQ nào đó để cho chốc cua, nhưng mà không được. Đó là góc quá khó để ép một con Cassadin cấp độ 4 đánh nhau. Và gần như những con cua đó là mục tiêu mà bạn phải bỏ, không có đủ khả năng để tranh chấp. Khu vực đường dưới đang có dấu hiệu đẩy ngược lại đến từ bộ đôi Lai cùng với Joan. Với những cái địa an lạc được nâng sớm đến từ Joan thì họ cũng có đủ cái lượng máu để chống lại khả năng cấu rỉa và đẩy đường đến từ bên phía của Loken và Luma. Những pha cấu rỉa trả sát thương của Lai với những phát bắn thần bí của mình nó chưa được chất lượng cho lắm. Trong khi đó đường trên, khả năng cấu máu rất khủng khiếp của Zoom với con bài. Đó là cái tình huống rất là lỗi của Landre khi anh ta bị đối phương làm choáng ở trong cái vùng gọi sấm. Vậy ta không có đúp Landre vào rồi thì anh ta còn 2-3 giây nữa anh ta mới hồi lại cái W. Và nó khiến cho anh ta lại chịu một lượng sát thương tương đối lớn nhưng không có khả năng gây sát thương ngược lại quá nhiều. Và đó là một tình huống chủ động trao đổi để đẩy lính đến từ Zoom một công đối chuyện. Anh ta về nhà với thêm một cái áo choàng gai lên khu đường trên, một cái lối đánh thủ vô cùng trực diện. Có thể nhiều người trong cái thế thắng như này bạn sẽ có thể cân nhắc đến tam hợp kiếm chẳng hạn. Nhưng nếu với Zoom thì không, say no. Anh ta là một người chống chịu mẫu mực khu đường trên luôn. Ui cái gì đây, Kanavi vừa có một tình huống lách qua tầm nhìn cua và vào ăn rồng solo rồng cực kỳ gọi là lén lút, nhưng mà có lẽ nó sẽ thành công. Đường giữa có thể bị đẩy, Joan di chuyển, anh ta có một cái mắt kiểm soát có thể cắm xuống khu hang rồng. Giờ đối phương biết là trễ rồi, rừng đối phương đang ở khu nửa trên nên bên phía của JDG có lẽ cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc ăn con rồng mới tối đầu tiên với cái trừng phạt sẵn sàng. Ôi nhưng dịch chuyển giữ rồng đến từ bên phía của Lee Ninh. Kanavi đã có rồng và anh ta chấp nhận việc lên bảng điểm số để đổi lên con rồng đầu tiên. Chưa chắc. À không, anh sẽ lên bảng thôi. Sẽ nằm thôi. Mạng hàng công dành cho Joan. Chiến công đầu dành cho người chơi hỗ trợ của Lee Ninh. Ok, đổi rồng để... nếu như đó là một người khác thì pha đó hoàn toàn không có lời. Nhưng nếu như là một điểm hỗ trợ, một điểm hai cục dành cho hỗ trợ thì tôi nghĩ rằng pha đó có thể chấp nhận được dành cho Jindon Gaming, không phải là quá tệ. Trong cái thế đường giữa thua đường dưới thua bạn lén ăn rồng thì tất nhiên phải trả mạng rồi. Nhưng mà cũng may là mạng đó giờ tại support đúng cũng là một thành công dành phía của JDG. Các bạn là ở rừng anh ta nó cũng không có nhiều bãi để anh ta farm để cho
sao sao có thể cướp nữa, găng cũng không được nữa. Găng lúc này khá là khó, bạn lên bạn găng một con set còn nguyên tốc biến như thế này ở dưới trụ thì khả năng cao là bạn sẽ nằm mà thôi, không có cấp độ 6 thì khả năng rất là cao là bạn sẽ gục. Đường giữa thì Galio cũng không phải là một ý tưởng mỏng dính gì để bạn găng được cả. Fanre có chiêu cuối, anh ta áp chế được Zoom. Zoom có chiêu cuối, mạnh. Tung chiêu cuối chạy, Xiao Xiao tiếp cận bằng tăng tốc pha. Không có mùa đỏ làm chậm, bắn liên tục với trừng phạt đỏ nhưng sát thương vẫn là không đủ. Cấp độ 5 đến từ Xiao Xiao, cũng không có chiêu cuối để dứt điểm. Và vô tình con cua này đôi khi lại thuộc về Canavi nha. Đúng rồi, bởi vì cái pha mà di chuyển lên phía trên vừa rồi của Xiao Xiao thì đây sẽ là con cua thuộc về Canavi, anh ta sẽ rất hạnh phúc. Anh ta sẽ cảm ơn nhẹ Zoom ở trong pha thi đấu vừa rồi. Hy sinh, thực sự là một đường trên hy sinh. Mỗi và đó cũng là một tình huống, một tính toán thiếu sát thương đến bên phía của Linh Ninh. Cái cú áp chế đấy từ Fanre thực ra nó cũng là cú áp chế hơi xéo góc và nó không khiến cho Zoom bị kéo về một góc quá xa. Một cú ganh đến từ Maple, vẫn đang là người mà gánh chính. Pha khiêu khích vẫn trúng, cú đấm sát thương quá nhiều. Lúc mà vẫn tốc biến ở những giây cuối cùng và rất may đó là cú tốc biến khiến cho cái mạng gục rơi vào tay của Juan. Juan là người còn tốc biến, anh ta còn kiệt sức, siêu hùng dáng thế được dùng đến từ Maple, hất tung hai người lên. La Chanduran có lẽ chưa hồi kịp, nắm đấm công lý thì hồi kịp và người kẹt lại là của Zoom, Zoom lên bảng. Đó là hai mạng hạ gục liên tục thuộc về lên anh. Và đó là một pha dịch chuyển rất tệ dành cho Zoom. Khi mà anh ta vừa phải nằm xuống được lính đường trên siêu to đẩy vào trụ anh ta sẽ mất. Gia Cao xin cái nhẹ, Gia Cao lại cảm ơn Zoom cái nhẹ. Zoom hắn hy sinh thế nhờ. Đi khắp nơi, đi xuống đường dưới giúp đồng đội của mình, nhường lính đường trên cho Kassadin. Gấu bố vĩ đại. Trời, thật gấu bố vĩ đại thật. Mày thì bè. Hãy nhìn pha này là pha tấn công rất tốt với hành trình kỳ diệu. Và pha vòng ra phía sau rất hay của Mabo. Không có bất kỳ một con mắt nào của Zindong Gaming để có thể phát hiện vị trí của Mabo cả. Phát di chuyển này nó không có nhiều cơ sở lắm. Chắc là anh ta không ngờ rằng Mabo vẫn còn chiêu cuối ở trong pha thi đấu trước đó, vẫn chưa sử dụng chiêu cuối mà. Zoom nên cân nhắc dùng cái tốc biến để né cái nắm đấu công lý thì hay hơn. Nhưng có lẽ anh ta cũng nghĩ rằng đối phương sẽ chưa hồi chưa thức kịp. Lại một game đấu nữa mà Maple gánh team. Anh ta đang có một con Galio, vừa có một Pharah mang lại hai mạng hạ gục, với một dành cho Jhan, một dành cho Lai. Trực tiếp giải nguy cho khu đường dưới đang bị đẩy đường từ nãy đến giờ của Lai. Và để xem với cái lợi thế này thì Maple sẽ mang lại thêm những gì. Đầu tiên là một con sứ giả dành cho Xiao trong khu đường trên. Pha solo sứ giả tương đối đơn giản dành cho một con Drake. Và với con sứ giả này họ có thể đẩy nhanh nhịp độ ván đấu bằng cách triệu hồi nó khu vực đường nào đó để lấy trụ, nhưng không có đường nào được coi là thắng cách triệt để mà triệu hồi sứ giả và lấy luôn trụ một trên toàn bản đồ cả. Khá là trâu bò. Khu vực đường trên Zoom đã lên cho mình một cái nhẫn Doran sau khi có cho mình áo choàng gai. Anh ta quyết định lên một chút sát thương để những cái pha đẩy đường của mình nhanh hơn sau khi gọi sấm. Giấy gao đường giữa đây vẫn là mấu chốt vấn đề. Mấu chốt vấn đề không nằm ở đường dưới hay đường trên. Mấu chốt vấn đề con Kassadin này nó sống và nó tích lũy sức mạnh được bao nhiêu mà thôi. Tôi cảm giác là mấu chốt lớn nhất ở trong cái cặp thi đấu này sẽ là Kassadin tích tụ được sức mạnh của mình sớm hay không. Giấy gao vẫn đang farm rất là ổn, 93 chỉ số lính sau 9 phút thi đấu. Trong khi đó thì Canavi là người tương đối chật vật với sức ép của Ray. Anh ta thường là phải nhờ những người đồng đội của mình trợ giúp ra ăn những con cua như thế này. Đúng là JDG cùng với Top Esports đang là hai thái cực. Cả hai đều đang đứng ở trên bảng xếp hạng cùng với một lượt đánh cũng tương đối khác nhau. JDG rất là chịu khó đánh late game. Zoom rất chịu khó là farm hòa cùng với trông chờ vào lượng sát thương đến từ phần còn lại của JDG với những con bài như kiểu Cassadin chẳng hạn. Còn với Top Esports thì họ cho dù đánh những con như Azir thì họ vẫn muốn đánh nhau sớm. Vẫn muốn giao tranh sớm, lấy lợi thế sớm nhờ khả năng đi đường vượt trội hơn. Có lẽ nó cũng xuất phát từ cái khả năng đi đường đến từ phía của Top Esports. Họ tự tin rằng họ có khả năng đi đường khỏe hơn đối phương ở tại LPL nên là họ tự tin với lối đánh đó. Còn JDG thì an toàn hơn một chút xíu. Ván đấu trước là một game đấu mà họ đánh hai xạ thủ. Ván đấu này là một game đấu mà họ đánh một đội hình có Kassadin, yêu cầu tương đối nhiều thời gian cho các setting của Yaga. Điểm sáng là anh ta farm free, một game đấu mà có lẽ Galio của Maple cũng không có được nhiều áp lực ở khu vực đứng giữa, nhưng anh ta sẽ có áp lực sang hai bên cánh nhờ khả năng để lính tốt hơn Kassadin. Đối phương đang chú ý đến những cái vị trí khác nhiều hơn là nhắm vào Kassadin của anh ta. Đối phương đang nhắm lên khu vực đứng trên một lần và xuống khu vực đứng dưới cũng một lần, đem lại được một lợi thế lớn nhìn cho Dương. Dương rất tiếc là đang được hai điểm hạ gục chứ không phải Ezreal của Lai. Nhưng sau thì Lai cũng đã có được một cái lượng trang bị tôi nghĩ là khá ở phút thứ 11 với một cái thủy kiếm, một cái khiên mãnh sư và cái con đường anh ta lên cái món trang bị đầu tiên nó cũng khá là nhanh rồi.
lớn đầu tiên là khá là nhanh, thả sứ giả ra, lượng tiền lớn được có thêm dành cho hai xạ thủ luôn. Sao hai xạ thủ dịch chuyển góc bắn cực kỳ tự tin từ Lai. Sóng âm trúng như Kanavi không có định băng vào bằng vô hình cước khi đường giữa của anh ta đang chưa đẩy được lính quá cao. Volleyball của Zoom chậm di chuyển khi anh ta không có dịch chuyển. Frank Ray chưa hồi dịch chuyển kịp. Rồng nếu như được ăn nhanh bên phía JDG hoàn toàn có lợi thế về người. Frank Ray vẫn đang di chuyển, tức là bên phía của Leaning cũng muốn đánh chuyển. Họ sẽ đánh sau con rồng này. Nhưng liệu rằng có kịp hay không đây? Đối phương ăn rồng quá nhanh. Cú hóa vàng đưa ra khá kịp thời đến từ Joan. Máu của rồng khá thấp, nó thuộc về cú trừng phạt đến từ vị trí của Kanavi đào hành trình kỳ diệu thoát đi được. Phan siêu sáng thế từ Maple. Ai sẽ là người lại? Phan Frank Ray đã áp chế được một người đồng đội. Ui, kết hợp cực kỳ khít và người lên bảng là Yaga. Một pha bạn vừa bị ôm, bạn vừa bị đấm. Pha ôm về của Landre để cho nắm đống công lý của Maple bay thẳng vào người của Yaga. Yaga không làm gì được cả, anh ta chết trên cái không trung. Trong pha thi đấu phối hợp quá tốt của Landre vừa rồi, họ ăn được rồng nhưng Jindong phải bỏ lên một mạng. Bây giờ áp lực ba người không được dữ liệu là có lấy được cái trụ một của Jindong hay không. Họ đang vẫn đang phòng ngự khá tốt với con Kama và Ash dọn lính rất nhanh của mình. Một ván thi đấu vô cùng khởi sắc dành cho bên phía của Leaning. Họ vẫn đang có được nhiều lợi thế nhưng vẫn là một quả bom nổ chậm. Họ vừa shutdown thành công con Kassadin của Yaga, quan trọng thế đi khả năng farm của anh ta một chút xíu. Nhưng đội hình này yêu cầu bạn phải gác từ 4 đến 5 nghìn tiền thì bạn mới có đủ cái sức ép ở giữa game để ít nhất khỏa lấp chênh lệch về chất tướng của Kassadin ở cấp độ 16. Còn nếu như trước khi Kassadin cấp độ 16 đạt được mà bạn ngang tiền thì tầm đó chắc là không chơi nổi. Nó sẽ rất là khó để cho những xạ thủ của bên phía Lightning bắn vào máu được con Kassadin về lay. Cứ mỗi phát nhảy của nó sát thương đầu ra sẽ rất khủng khiếp. Đây là pha tấn công nhưng có hành trình kỳ diệu và thoát về rất đơn giản thôi. Khó rồi nha. Kanavi gần như không gank được đường nào cả. Nhưng thực ra cái nhiệm vụ của anh ta để gank nó cũng không phải là một nhiệm vụ tối thượng ở trong cái đấu lần này. Nhiệm vụ của anh ta là kiểm soát mục tiêu và anh ta cũng đang làm khá ổn. Có sứ giả gần như không can thiệp được thì anh ta chuyển hướng xuống tranh chấp rồng và anh ta làm khá tốt. Một tình huống ăn lén rồng và hy sinh tính mạng của anh ta. Lần thứ hai thì anh ta trừng phạt tốt và mang lại con rồng cái tổ thứ hai rồi cho JDG. Đây là cơ sở rất là tốt để bạn có thể đánh về cuối ván đấu. Họ hoàn toàn có thể bỏ qua từ 1 đến 2 con rồng nguyên tố ở thời gian sắp tới nếu như không tự tin giao tranh với đối phương. Và đó là khoảng thời gian để Yaga có thể tiếp tục gia tăng thêm cái lượng kinh nghiệm của mình. Chắc là lúc này thì Jindong sẽ suy nghĩ đến cái chuyện đánh đổi đó. Bởi vì thật ra là cái chất tướng của họ về giữa trận một lần nữa không phải là những chất tướng mạnh giống như những gì đối phương đang có. Ezreal đang có một ngưỡng trang bị rất là tốt với găng tay băng giá đã hành xong. Trong khi đó thì vẫn chưa lên được xong cho mình là gương mùa danh. Hai bên đang bắn nhau đang rất rác, chiêu cuối tung ra chính vào người của Duân. Duân mất rất nhiều máu. Pha nổi dày nhưng ngay lập tức là có siêu sao. Ui, lúc được tốc biến xong vẫn dính nhưng chiêu cuối vừa rồi không hóa vàng được trụ. Trụ còn khá thấp máu, cũng kiệt sức tung ra. Ôi, chuyển, double TP, mạng dành cho Zoom. Và sau đó thì Shao Shao bắt một cái tốc biến bỏ chạy. Zoom đang là kẹt lại phía trong. Chiêu cuối có đến Phan Rê. Anh đã áp chế không được khi mà Zoom dùng chiêu cuối né khá hay. Maple rút ra và một tình huống hồi máu đến từ sách phép của anh ta mà họ rút ra được. Đó là mạng hạ gục dành cho bên phía của JDG. Con mắt rất tốt, cắm đằng sau lưng của thành viên Lightning đã giúp cho cú double TP vừa rồi đem đến lợi thế về người dành cho Jindong. Nhưng vẫn đang muốn đánh nhau, Maple vẫn đang khá hung hăng ở đây. Anh ta nhìn thấy đối phương đang bắt đầu biến về nhưng không cho đối phương biến về. Zoom không được về trong pha thi đấu này và sẽ là trụ một. Không được giữ dành cho Lightning. Lên kêu biến kích lên, hai người. Maple đấm sát thương quá nhiều và đó là tiếng mở quá hiệu quả đến từ người chơi đứng giữa của Leaning. Họ tiếp tục càn lên, Zoom được búp linh giáp, anh ta sống. Yaga chỉ có nước dùng chiều cuối bỏ chạy mà thôi. Kanavi đang hỗ trợ cho anh ta xong để có thể rút lui. Trụ một trên tòa bản đồ cũng mới thêm một mạng gục nữa dành cho Leaning. Jindong đã quá cố gắng phòng ngự cái trụ một của mình không được dưới. Tôi nghĩ rằng sau khi kết thúc pha giao tranh vừa rồi, họ đã cứu được những thành viên, hai thành viên đường dưới của mình rồi, thì họ nên buông bỏ cái trụ một đó, nên phòng ngự một cách cầm chừng thôi và sau đó rút về. Nhưng không, họ lại quá cố gắng ở lại và để cho Maple có một pha chớp thời cơ rất là nhanh, tốc biển lên và khiêu khích hai thành công hai thành viên của mình, nằm xuống thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Lightning. Một ván thi đấu mà rõ ràng cái sức ảnh hưởng đến từ Maple vẫn đang khá tốt. Anh ta can thiệp được 4 trên tổng số 5 mạng hạ gục mà bên phía Leaning có bằng những pha di chuyển chủ động của mình với một con Galio. Chết đều hả? Bên phía Jindong chết rất đều. Ai cũng nằm xuống một lần. Tuy nhiên thì một ván thi đấu mà bên phía của JDG vẫn đang vin vào con Cassidy này được. Mỗi người nằm xuống một lần thì không phải là quá thọt. Trừ một ông nào fit 3-4 mạng kìa. Hành trình kỳ diệu, pha thiêu đốt đến từ Maple. Khiêu khích có lẽ là không đủ tầm, một tiếng rút lui tương đối đơn giản đến từ Zoom. Zoom từ đầu trận giờ bị nhắm tới hơi nhiều. Anh ta liên tục bị đối phương nhắm đến. Ê, ta lấy tam hợp rồi kìa.
anh ta quyết định lên ta hợp rồi, anh ta cảm thấy là mình không thể sống trong cái sự bị đối phương đàn áp mãi như thế này được. Anh ta quyết định vùng lên đấu tranh để xem anh ta có thể đấu tranh được như thế nào với chú gấu tam hợp của mình. Còn hiện tại thì đối phương đang ăn sứ giả và không có sự can thiệp đến từ đồng đội của anh ta. Trao đổi được mục tiêu lớn nó không? Jin Dong, tôi đang nhìn trên bản đồ và không thấy là một cái sức ép quá lớn của Jin Dong ở bất kỳ đâu để trao đổi mục tiêu lớn này. Sứ giả thứ hai trong ván thi đấu thuộc về bên phía của Lý Ninh và họ sẽ dùng nó để tiếp tục snowball ván thi đấu này. Họ cần phải làm điều đó thật nhanh trước con Cassadin vẫn đang cấp độ 12 đến Yagao. Thời điểm này là một cấp độ khá ổn. Anh ta đang có cấp độ nhỉnh nhất trên toàn bản đồ với một Cassadin. Và mặc dù nằm xuống một lần nhưng nó không ảnh hưởng đến cái khả năng tăng tiến về cấp độ của một Cassadin. Tuy nhiên đồ này anh ta có rờ nhanh cỡ nào cũng không có sát thương. Căn bản anh ta không có sát thương, cú hóa vàng tốt câu giờ cho Xiao Song xuống. Vulcanavi siêu hùng dáng thấy góc rất đẹp. Rồng cướp cướp bởi vị trí của Xiao Song. Đó là rồng đầu tiên thuộc về bên phía của Li Ning trong ván thi đấu này. Và bên phía của JDG ngậm ngùi rút ra sứ giả trước đó triệu hồi và nó đã mang lại trụ một ở khu vực đứng giữa thuộc về bên phía của Li Ning. Một pha mất quá nhiều mà được không bao nhiêu của Jin Dong. Họ vừa mất rồng, họ vừa mất đi trụ một của mình ở khu vực đứng giữa. Pha trừng phạt mà Xiao Song anh ta hơn Canavi một cấp ở trong pha đó. Và cảm giác như là Canavi ngay cái pha mà anh ta đứng chắn trước mặt con rồng đó và để đối phương không thể nào gây sát thương được vào, tôi đã thấy nó hơi nguy hiểm dành cho anh ta rồi. Và sau đó anh ta đu mắt ra thì khoảng cách nó hơi xa. Thì đó không thể nào trách Canavi được, sức ép của đối phương quá lớn. Và anh ta đi xin không có quá nhiều chống chịu ở trong pha thi đấu đó để có thể tự tin ở lại trong hang rồng lâu hơn được. Cũng là một tình huống mà Joan đã giữ máu con rồng khá là ổn với cú chiều cuối của mình để câu giờ cho Xiao Song đến kịp. Xiao Song không còn tốc biến nên đó là một tình huống cũng khá là mạo hiểm. Nhưng mà với ba mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đây là vị tướng khá là đa dụng ở trong Liên Minh Huyền Thoại. Vừa rồi anh ta có đào luôn một cái hành trình kỳ diệu giúp đồng đội xuống. Và ván thi đấu này thì đồng ý anh ta KS đầu game hơi nhiều mạng. Cái mạng đầu tiên thì không nói làm gì, cái mạng thứ hai thì cũng hơi tiếc một chút xíu, nhưng những cái đóng góp của anh ta vẫn đang khá ổn. Và Ezreal của Lai đang là người trực tiếp được nuôi từ nãy đến giờ với hai mạng hạ gục có được cùng với hai hỗ trợ thì anh ta đang là người khá giàu. Với lượng tiền đến từ lớp giáp trụ khu đường dưới nữa thì với một Ezreal như thế này được đẩy ra khu đường giữa, nó sẽ farm free, nó sẽ đẩy lính liên tục. Thậm chí bên phía của JDG đã mất cái trụ một nữa thì những góc đứng cao như này của Loken hoàn toàn có thể bị bắt lẻ bằng chiêu cuối đến từ Jhon. Pha solo cực mạnh của Galio cùng với Cassadin. Tôi cảm thấy sát thương vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy rằng Cassadin vẫn chưa thể nào, chưa nhiều đồ, chưa đủ đồ để gây sát thương được vào người của Galio. Galio vẫn đang rất là trâu bò với khả năng chống chịu của mình. Ta thậm chí là lên món trang bị đầu tiên là đồng hồ động, sau đó ta lên cái đai lưng tech lao vào có. Sau khi lao vào sẽ ấn đồng hồ ngưng động và thoát về với những người đồng đội của mình sau. Một cái lượng trang bị rất lớn của Lightning đang được lên ở phút thứ 20. Cảm giác là trong trận này cơ hội thắng của họ nhiều hơn so với trong ván thi đấu thứ nhất. Mọi chuyện vẫn đang khá ổn, chênh lệch tầm hơn 3.000 tiền dành bên phía của Lightning. Có thể họ thua rồng khiến cho cái áp lực linh hồn rồng sẽ không có. Nhưng rồng sau tôi nghĩ bên phía của JDG cũng không có ý định bỏ. Đây là một tình huống mà muốn bắt đến từ Canavi. 0-1-0 KD, anh ta có vẻ như đang muốn làm một điều gì đó thật sự đặc biệt. Kama của Lufmao xuất hiện, Zoom đang có ý định càn lên và đó là một dấu hiệu khiến cho Fanre tỉnh táo hơn một chút. Điều mà vòng ra đến từ vị trí Lufmao dịch chuyển luôn đến từ Yagao. Đó là cú dịch chuyển, họ muốn lấy bằng được cái mạng này và họ sẽ có được cái mạng này. Fanre đang cố gắng làm một điều gì đó nhưng không được, đó là mạng dành cho Yagao. Rất đúng người, đúng cực kỳ đúng người cần đang khao khát những cái điểm hạ gục đó để có thể lên những món trang bị tiếp theo. Là Yagao được nhường điểm hạ gục. Pha set up đến tận 4 thành viên xuống khu vực đường dưới. Họ thậm chí còn chắc cú đến mức mà họ khống chế cái trụ vừa rồi với con gấu của mình. Nhưng khi mà bạn kéo nhiều người xuống khu vực đường dưới như vậy, đồng nghĩa với là bạn sẽ bị khoảng trống rất nhiều ở đường trên. Và trụ này khó có thể thoát khỏi tay cái thành viên bên phía Lightning. Sức tấn công khá mạnh một mình Cassadin thì không thể nào phòng ngự được. Với một mạng đổi lấy hai trụ, nó thực sự là hai trụ khi một trụ đứng trên bên phía của JDG trước đó cũng đã bị vị trí của Maple bào đi. Nó cũng không hẳn là quá lời. Một pha tấn công có mạng nhưng trụ đứng dưới bên phía của Lining nó còn quá nhiều máu để ba thành viên bên phía của JDG có thể hạ gục nó. Một con Ezreal này được cử ra khu đứng giữa, nó bắt đầu farm rất khỏe. Khả năng đẩy lính đến từ Ash có nhưng có lẽ cũng không bì được cho một con Ezreal liên tục spam cùng ánh sáng cùng với một cái áp lực đến từ con ba. Nó sẵn sàng với cú chiều cuối từ xa nữa. Một ván thi đấu mà bên phía của JDG đang bất lợi. Họ có một đội hình tăng tiến sức mạnh ổn. Nhưng chắc chắn rồi. Pha này không có tốc biến, Lanre vòng phía sau lưng. Có chuẩn bị áp chế nha, Lanre có không... Đã. Anh ta không kịp tung áp chế à.
anh ta còn bây giờ anh ta làm được. Bây giờ anh ta tung áp chế ra cố gắng câu giờ, lại là Maple. Lần này Maple đến kịp, anh ta gây lượng sát thương tương đối lớn nhưng anh ta bấm đồng hồ nhưng hơi vô duyên, hơi thừa. Bây giờ thì đội của anh ta đã đến, cái đại băng tiễn được che tốt. Ui, siêu hồn giáng thế hất tung Kanavi. Kanavi hậu thể chạy được, cú khiêu khích trúng vào người của Lumao, tốc biến làm cháo ngồi vào mạng dành cho Juan. Lần này thì bên phía của Lining không phạm phải sai lầm nữa. Tội nghiệp Zoom thật. Zoom bị cuốn vào những cái cuộc giao tranh mà Lee Sin của Ganavi chắc chắn là người kêu gọi người ta bằng một phía sau lưng thành công. Nhưng người nằm xuống thì lại là Zoom. Zoom không thể nào cửa quậy được trong pha đó cả. Trong khi đó Lee Sin của Ganavi thì rất là nhiều độ cơ động và thoát chạy. Solo tay đôi, solo tay đôi đó là không lại đốt sát thương quá nhiều. Ganavi bị tốc biến dùng chiêu cuối dứt điểm từ xa bởi Xiao Song và đó là mạng dành cho Xiao Song. Liệu chúng ta đang thấy ván thua đầu tiên của Ganavi với con bài Lee Sin của mùa giải năm nay hay chăng? Khi cảm thấy rằng Lightning đang thi đấu quá tốt, khu vực dưới họ có một chiếc tướng rất mạnh, đó là Seth. Trong một pha đối đầu 1-2, ta vẫn không ngừng ngại cả Yagao được bắt lại. Cassadin cấp 14, bắt qua Cassadin cấp 14 với 4 người. Nhiều đây hiệu không chế, Yagao vẫn đang cố gắng cò quay và anh ta sống. Đối phương thì ép Baron khi mà Kanavi đang trên bảng điểm số. Yagao không có dịch chuyển, anh ta bấm B về. Chẳng khác nào nói là bỏ cái Baron này cả. Vẫn đang căn góc đến từ Yagao với nửa cây máu còn lại. Cú dịch chuyển có vẻ là hơi trễ từ Zoom, chiêu cuối của anh ta sẵn sàng. Baron còn 6.000 máu, dịch chuyển vọc lên bật quá sát đến từ Line, ép lui được Yagao và coi như bỏ. Cầu may mà một cái tã xạ tiễn nào đó trước cái trừng phạt cấp độ 12 đến từ Xiao Xiao, nó đều quá khó. Và đó là Baron ở phút thứ 23 thuộc về Lightning. Rất nhiều lợi thế cho Lightning, những đường của họ đang thực sự khỏe. Có Ezreal của họ không giống như Kassadin, xin lỗi các bạn, Kalista ở trong ván trước nó không có bị một cái ngưỡng sức mạnh nó mơ hồ như con Kassadin, như con Kalista. Nó là một con Ezreal đã có được những trang bị rất trực quan. Mở trước đến từ Joan, người kẹt lại là Lumao. Lumao quá yếu máu, sau lưng là Kassadin băng vào đến từ Kanavi. Yagao băng vào, anh ta bắt đầu tìm kiếm sao thủ đối phương, tốc biến qua Yagao sẽ có mạng của Lai. Lai quá thấp máu nhưng bên phía bên kia thì đã double kill dành cho Xiao Xiao. Tình huống đẩy về là 4v2, pha băng vào Maple hạ cục thành công Loken. Chỉ còn lại một mình Yagao mà thôi, còn Kassadin cấp độ 14. Nhưng 1v4 là điều hơi khó dành cho một mình con Kassadin này của Yagao. Rất khó, thật sự là không thể, đối phương có quá nhiều CC để có thể dồn vào người anh ta. Và anh ta thừa hiểu chuyện này, nhưng anh ta vẫn đang ở đây tích rờ của mình. Tính làm cái gì, tích rờ tính làm cái gì đây? Đối phương đơn giản bấm B về với Baron và anh ta bất lực. Giữa ai đâu? Giữa một người, anh ta bắt được Doan. Sát thương trả lại là không nhiều nhưng mà có hành trình kỳ diệu. Đu theo hành trình kỳ diệu đến từ Yagao, anh ta tìm kiếm và anh ta có mạng, anh ta tiếp tục nhảy rờ nhưng không được rồi. Bị song thú trưởng kéo về và lên bảng rất nhanh khi mà cái quyền trượng của anh ta nó chưa biến ảnh thành cái quyền trượng đến thiên sứ. Và dù sao thì đó cũng là những nỗ lực đến từ đường giữa của JDG trong ván thi đấu này để có thêm lượng đồ. Anh ta cần phải là tăng trưởng sức mạnh thật nhanh khi mà đối phương đang dồn ép đồng đội của anh ta nó quá nhiều đi. Quá tốt, đây là pha mở giao tranh cực kỳ tốt với chiêu cuối thiên mệnh hạ biến của ba. Không có một khoảng trống tốt để cho Ash có thể làm được quá nhiều trong pha thi đấu vừa rồi. Anh ta bị một con chống chịu bay thẳng vào người của mình, ôm anh ta từ đầu đến cuối trận. Đó là con Galio của Maple, anh ta bắn không nổi qua máu Galio. Trong khi đó bên phía bên kia thì dù đã làm rất là tốt, Yagao đã bắt được một thành viên là Lai, nhưng mà vẫn còn đó siêu sang. Và anh ta cũng nhiều sát thương không kém gì xạ thủ của mình. Ván thì đó khó khăn, nhưng để xem Yagao. Game này không ai khác, Yagao sẽ phải là người gạch. Đội hình này pick để tất cả gọi là dựa vào Yagao. Anh ta không gánh được thì cái này trách anh ta thôi. Bạn chủ động pick Kassadin tức là bạn hại đồng đội hơi nhiều đầu game. Gần như đồng đội bạn sẽ không được hưởng lợi gì với Kassadin này cả. Trong khi đó đối phương thì là Galio di chuyển gánh liên tục sang hai bên cánh. Đồng đội thì than khóc nhưng mà Galio vẫn mặc đồng đội để farm khu vực giữa. Nó là một cái con tướng nhìn chung là hơi vô trách nhiệm đầu game, nhưng mà cuối game thì nó gánh được. Quan trọng là nếu như mà đối phương end game quá nhanh thì Kassadin này cũng chưa đủ sức mạnh. Pha làm choáng quá đẹp, làm choáng thêm bồi vào. Loken bốc hơi, mạng dành cho Lai, cú dịch chuyển hơi trễ. Nhưng Yagao vẫn đang có định vét mạng, anh ta bị kéo về và thôi rồi Yagao lên bảng. Thì lấy ai ra để gánh cái team này đây? Không ai cả. Không ai thể gánh được cái team này cả, một con Lee Sin cực kỳ yếu ớt của Kanavi. Anh ta chỉ chịu nổi đúng một phát đánh thường là 1/3 cái máu của anh ta biến mất. Của con Ezreal bên phía bên kia đang hùng hổ tiến vào và lấy trận thắng đầu tiên của LPL trước con Lee Sin của Kanavi. Bất lực, sự bất lực đến từ ba thành viên bên phía của JDG. Và đó sẽ là chiến thắng ở phút thứ 27 dành cho Li Ning để cân bằng tỷ số 1-1 cho ngày thi đấu này.
Một bất ngờ nhỏ nhỏ đã có ở trong ngày thi đấu mà chúng ta tưởng chừng như hai cặp đấu cực kỳ chênh lệch này, với một đội tuyển không còn quá nhiều mục tiêu như Lightning thì họ sẽ buông bỏ, nhưng không, họ vẫn còn khả năng gây được một chút xíu khó khăn trước Zin Dong Gaming. Họ có một cái dàn bạn biết khá là tốt với những cái cặp tướng khá là mạnh, và Galio của Marble cuối cùng đã gánh được những người đồng đội của mình với những pha di chuyển vô cùng hiệu quả khoảng thời gian đầu trận. Tuy nhiên một ván đấu vẫn là chưa đủ, mới chỉ là tỷ số 1-1 mà thôi. Họ cần phải tiếp tục làm tốt ở ván thi đấu thứ 3 nếu như muốn ra về với một điểm trong ngày thi đấu hôm nay trước một đội tuyển rất mạnh như JDG, và JDG để xem họ sẽ có thay đổi gì ở ván thi đấu thứ 3 để ít nhất là bắt kịp điểm với IG cùng với Tô Esports trên bảng xếp hạng. Chúng tôi sẽ trở lại ở ván thi đấu thứ 3 trong ít phút nữa.